Chào mừng các bạn đến với kênh sáng tạo.com. Hôm nay chúng ta sẽ làm một chiếc máy để làm kẹo bông từ những chiếc bu di sấy này. Mình cần hai cái thôi. Đây là loại bu di sấy 12V. Đây 12V. Các bạn có thể mua được nó 30 đến 35k ở chỗ bán phụ tùng ô tô đấy, có rất nhiều. Mình dùng thêm chiếc motor 12V. Đây là motor 590. Mình dùng chiếc này. Mình cần thêm một cái lon cá hộp. Dây điện này. Ắc quy 12V. Cái dây này nó có jack để cắm luôn vào ắc quy 12V. Cái dây này tí nữa sẽ nối motor và bu di sấy. Các bạn cần thêm một cái chậu inox, còn là chậu nhôm đều được. Đầu tiên các bạn sẽ khoan cái chậu này ra. Chúng ta gắn chiếc motor ở dưới này vào. Mình dùng mũi khoan này. Các bạn khoan lỗ như vậy, chúng ta có thể gắn vừa chiếc motor này. Mình sẽ khoan tiếp hai lỗ ở đây, chỗ này và chỗ này, để chúng ta gắn cái motor này vào. Bây giờ chúng ta sẽ làm cái đế ở đây. Các bạn sẽ chia làm 3 ra. Các bạn làm 3 miếng gỗ như vậy. Chúng ta gắn vào đây. Như thế này. Bây giờ chúng ta gắn motor vào. Các bạn tháo ra, chúng ta lấy hai cái này. Mình dùng cái sắt này. Chúng ta cuốn lên cái chai đỡ, các bạn gắn nó vào đây. Mình dùng ống thủy tinh chống cháy này. Cái này nó vừa cách điện, nó vừa chống cháy luôn. Chúng ta sẽ luồn vào đây. Các bạn sẽ gắn nó vào như vậy. Chúng ta có thể gắn cái này vào đây. Mình vít hai ốc vào chỗ này. Tí nữa chúng ta sẽ cấp nguồn dương vào đây, nguồn âm vào chỗ này.
Tiếp theo, các bạn dùng một cái đầu đạn này. Chúng ta có thể gắn nó vào đây. Sau đó, mình dùng cái lon cá hộp này. Các bạn khoan một lỗ ở giữa. Chúng ta gắn vào đây. Các bạn dùng tô vít nhọn này, chúng ta đục lỗ vào đây. Bây giờ chúng ta chỉ việc đấu dây vào thôi. Chiếc motor này mình đấu qua một chiếc công tắc, còn các bu di sấy này chúng ta đấu trực tiếp vào luôn. Hai cái này các bạn đấu chung vào. Mình dùng thế này làm dây mát. Chúng ta sẽ câu từ đây chung vào motor luôn. Dây dương của motor mình đấu qua một chiếc công tắc. Khi mình bật công tắc này, motor sẽ hoạt động, còn cắm jack vào cái buji sẽ hoạt động luôn. Các bạn đấu như vậy, chúng ta có thể xem lại chỗ này. Dây âm chung nhau sang motor này, dây dương và hai cái đầu buji sấy này có chiếc công tắc và motor. Khi chúng ta bật công tắc này, motor sẽ hoạt động. Còn khi các bạn cắm cái dây này và ắc quy thì hai buji sấy hoạt động luôn. Bây giờ mình test thử. Các bạn dùng cái khăn sạch này, chúng ta lau sạch chỗ này đi. Mình cấp nguồn vào cho nó. Các bạn thấy bây giờ hai buji sấy nó đỏ lòm rồi. Chúng ta sẽ dùng đường cát này, các bạn dùng đường trắng hoặc đường màu đều được. Và mấy que tre này mình sẽ bỏ vào đây, đợi đường nó chảy ra, sau đó ta bật công tắc cho nó quay, nó văng những cái tia đường ra.
Như vậy, chúng ta đã được một chút kẹo bông này rồi. Chúng ta đã chế thành công chiếc máy làm kẹo bông từ bô di sấy này rồi. Nhưng mà nhược điểm của nó là hơi bị tốn đường, được ít kẹo. Tại do cái này nó mềm quá, khi nóng lên quay nó rất lắc. Có lẽ mình sẽ làm phiên bản 2, chế lại chỗ này cho nó cứng hơn và nó không bị lắc nữa, để đỡ bị hao đường. Kênh sáng tạo chúng con chúc bạn thành công. We'll be right back.